đấy ở chưa sao không thể nào mới cái gì à vừa ra thì sợ đấy đâu mua cái thứ hai nữa để quà nó mua không đấy không đi quà từ đấy để nó thật là mời bạn uống bia. Lan ngố rồi, bị lừa rồi. Vì cách xa sư phụ cho nên là không học được miếng võ ấy rồi. Sư phụ đây là bậc thầy của bọn lừa.